Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ là 7 giờ tối bên Sinh rồi. Mình đang dẫn ba và cô đi đến một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng của Sinh. Đây là một người bạn mà mình đã quen được làm trong nhà hàng Châu Châu này. Bé này rất là dễ thương. Nhiều khi mà cũng như là giúp mình lấy nước hay cái gì đồ á, bé đã làm rất là nhanh và rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn. Mình nghĩ là Hải Thì Lao là quá nổi tiếng rồi, cho nên nói tới Hải Thì Lao thì ai cũng biết hết. Nhưng mà Châu Châu thì ít người biết hơn, do là cũng mới đến vào Singapore vào những năm gần đây thôi. Nhưng mà thật sự là cũng rất là nổi tiếng luôn á mọi người. Trong cái nhà hàng này thì nó có thêm một đặc biệt nữa là mình order được trà sữa của cái nhà hàng này luôn nha mọi người. Ông xã mình chọn hai loại nước lẩu, một bên là nước mã la, một bên là vị nước dừa. Mà thường thường thì nước dừa vừa đem ra thì ông xã mình hay múc cho mọi người một chén và mình húp nước đó trước, nó rất là ngon. Không biết ba mình ăn trúng gì mà bật ba mình nhăn, chắc là ăn trúng cái mã la. Cay quá hả ba? Thật ra là giữa Hải Thì Lao và Châu Châu thì cũng như là không phải là mình so sánh, nhưng mà kiểu như mình thấy cái dạng lẩu nó giống giống nhau thì mình hay kiểu mình thích cái nào hơn, Châu Châu hay Hải Thì Lao. Nhưng mà ông xã mình thì kiểu như thích của Châu Châu hơn xíu, tại vì do là nó đỡ sô cổ, nó đỡ đông người hơn. Còn bên Hải Thì Lao chắc là quá nổi tiếng rồi cho nên nó đông người á mọi người. Còn mình thì hai bên mình đều thích, tự vì mỗi nhà hàng đều có cái hương vị riêng, cái nào cũng ngon. Ông xã mình nói là Châu Châu thì high class hơn Hải Thì Lao chút xíu, giống như là cao cấp hơn nhỉ chút. Ông xã mình hỏi ba là ba với cô có ăn qua cái nhà hàng lẩu giống vậy ở Việt Nam chưa, có hay ăn vậy không, thì giống như ở Việt Nam mình có cái dạng này không. Thì ba có nói là hai vợ chồng em mình có dẫn ba đi ăn cái lẩu giống vậy nè, nhưng mà ba không biết tên. Thì mình đáng đoán đó là chắc maybe là có thể là Hải Thì Lao. Thật ra là ba mình với cô là ít khi nào đi ăn mấy cái dạng này lắm, chỉ trừ khi nào mà con cái dẫn đi thì đi theo thôi, chứ bình thường là ba hay ăn cơm nhà, ba thích ăn cơm trứng chiên. Và ăn rất là đơn giản mọi người ơi, thấy thương lắm. Mỗi lần mà mình đi ăn lẩu nhúng á, thì cái khúc mà mình đi làm nước sốt đó là mình thích nhất luôn á mọi người. Mình rất là thích cái kiểu mà đi lấy rồi mình nêm nếm theo kiểu ý của mình. Nó chưa gặp nhau ăn uống kiểu vậy nè, thấy vui ha mọi người ha. Chứ bình thường mình đi đâu giờ gặp nhau chỉ có ăn hiếm cà phê. Mã la là một vị rất là cay, rất là lạ, nó không có giống như là cái vị gì hết, nó hơi tê tê cái đầu lưỡi mọi người, tại vì nó có cái tiêu màu xanh ở trong. Thì cái tiêu xanh hay đen đó mà cắn chúng một cái là nó tê ghê lắm, cho nên mọi người ăn rất là cẩn thận nha. Cũng hơi sao là nguyên cái nhà mình giống như em mình nè, rồi bạn bè mình tất cả hầu như đều ăn được cay và vị mã la này, cho nên mình ăn chung được cũng vui lắm. Tại vì bây giờ mình sống ở bên Sinh á, cho nên mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người nghe món này món kia để biết về Singapore. Nhưng mà chung quy thì không đâu bằng Việt Nam mình. Mình chỉ là thèm đồ Việt Nam thôi, rất là thèm đồ Việt Nam lắm luôn á. Giống như là ba mình nè, giờ đang đi chung với mình, ba và cô, thì mình nghĩ ba chắc là vẫn là thèm đồ ăn Việt. Đối với ba đồ ngon hay gì cũng không quan trọng, quan trọng là được bên cạnh con cái mọi người. Mình sống ở đâu thì mình quen đó ha cả nhà. Ví dụ như là giống như mình nè, mình sống Việt Nam thì mình chỉ thích Việt Nam thôi. Có người hỏi mình là trời ơi sao chị vẫn thích Việt Nam hay quá vậy, thì dĩ nhiên rồi, làm gì làm mình cũng thích về Việt Nam mà. Đây là người bạn dễ thương của mình đây nè cả nhà, bé này quá là siêu dễ thương. Thank you em. Ăn ấy chú ăn ấy. À, cảm ơn em. Ta. Cheers. Dạ. Sau khi ăn xong thì có kem miễn phí để tráng miệng. Và hôm nay nhà hàng có kem dừa, nhờ bé đó nhắc cho nên mình mới biết. Mình rất là thích kem dừa, ở đây khá là ngon nha. Ba mình đang theo dõi dùm cô. Lần đầu tiên mình mới thấy ba mình đi cái tướng mắc cười vậy á mọi người. Ba trong 40 mà tuổi đầu mà mới ấm quá à. Cái chú cái nhiều đóng phim mà trong mà đóng phim 40 tuổi đời mà mới ấm mà nhớ không?
Trang luôn á. Cô có coi phim đó không? Cô đi vòng vòng coi đi. Hả? Dạ. Mình quên nói cho mọi người nghe là mình đang ở Jewel, cái chỗ mà có thác nước đẹp ở sân bay á. Và đa số là những khách du lịch chỉ biết cái thác nước đẹp đó thôi, chứ không ai biết ở trên rooftop là ở trên tầng cao nhất của cái tòa nhà này nè, có cái chỗ này rất là đẹp và có rất là nhiều đồ ăn. Nên mọi người nếu mà có du lịch thì đừng có quên ghé chỗ này cho biết nha. Ông xã mình có việc nghe điện thoại cho nên là ảnh lon ton đi trước một mình. Cái rooftop ở trên đây chụp hình nó không có chill mọi người, nhưng mà ở ngoài thì rất là chill. Mọi người mà nhìn bằng mắt thật mọi người sẽ thích hơn rất nhiều. Ở trên đây cũng có khu giải trí cũng như là trò chơi cho con nít. Mà tự vì mình không có chơi cho nên mình không có tìm hiểu. Mọi người nếu mà đến thì mọi người nhớ tìm hiểu kỹ ha. Hồi lần chỗ này mới mở ra thì ông xã mình có mua cái vé và cho mình chơi kiểu như là mình đứng trên lầu, mình nhìn xuống mà mình đứng trên tấm kính nha mọi người. Đứng trên tấm kính hoặc là mình leo trên mấy cái lưới để mình nhìn xuống dưới đất. Trời ơi sao dám nhìn. Nhưng mà nếu ai can đảm và kiểu như mọi người thích mạo hiểm thì mọi người có thể thử. Mình không dám. Và đây là thác nước ở Chua mà ai đến du lịch cũng muốn đến đây để check in nha mọi người. Sau khi đi ăn uống xong hết rồi thì mình dẫn ba mình về khách sạn để cho ba mình và cô nghỉ ngơi trước. Bây giờ là 9 giờ tối nha mọi người. 1 giờ sáng mình sẽ đến đón ba đi chơi tiếp. Mình đến đón ba hơi sớm được một chút cho nên mình ra khỏi xe, mình canh ba, mình quay phim ba được khúc này. Chứ bình thường là mình ngồi trong xe, mình quay ra thì bị dướng cái kiến xe, nó không có được rõ. Trời thiệt chưa từng thấy luôn á, chưa từng thấy vợ chồng nào giống vợ chồng mình. Đêm khuya không để cho ba với cô ngủ mà dẫn ba với cô vào đây chơi. Ok, casino thẳng tiến. Đã hết ngày thứ hai của ba mình rồi. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai, ngày thứ ba của ba mình ở sinh nha.